Chiểu. Đây là đài truyền thanh Liên Chiểu. Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh hôm nay của đài truyền thanh Liên Chiểu. Thưa các bạn, hàng trăm hộ dân sinh sống tại cụm khu chung cư B1 và B1A, khu nhà ở xã hội Hòa Khánh, tổ 83, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, phản ánh công ty cổ phần Finatex Quốc tế nằm trong khu công nghiệp Hòa Khánh xả nước thải và khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Đại diện các hộ dân cho biết, vào các ngày trong tuần, nhất là sáng sớm và chiều tối, người dân luôn ngửi thấy mùi hôi thối phát ra tại khu vực xử lý nước thải của công ty cổ phần Vinatex Quốc tế trong khu công nghiệp Hòa Khánh. Đối diện khu chung cư, bên cạnh đó là lò hơi của công ty thải ra khói thải màu đen, có mùi nồng nặc, gây tiếng ồn lớn và có cảm giác khó thở, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh khu vực, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ông Nguyễn Văn Khánh, trưởng ban quản trị cụm khu chung cư B1 và B1A, kiêm tổ trưởng tổ dân phố số 83 phường Hòa Khánh Bắc, xác nhận sự việc trên. Ông Khánh cho biết, khoảng sáng sớm và 15 giờ là thời điểm có mùi hôi khó chịu nhất. Người dân nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng cũng đã làm việc, nhưng tình trạng mùi hôi và khói đen tiếp tục diễn ra trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 450 hộ dân tại khu vực này. Theo quan sát, ở vị trí đối diện và gần nhất ở hai block B1 và B1A, khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh hiện nay là công ty cổ phần Vinatex Quốc tế đang hoạt động. Vị trí gần khu chung cư, nhất là hệ thống đấu nối nước thải của công ty cổ phần Vinatex nằm sát hàng rào đường số 4 khu công nghiệp Hòa Khánh, cách hai block khu chung cư này chừng 50m. Còn hệ thống cột khói của công ty này nằm cách khu chung cư khoảng 200m. Qua tìm hiểu được biết, người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng mùi hôi từ nước thải và mùi khét từ ống khói của công ty này. Riêng năm 2021, cơ quan chức năng đã làm việc ít nhất 2 lần với công ty cổ phần Vinatex Quốc tế ngày 24 tháng 6 và ngày 14 tháng 7 năm 2021. Qua trao đổi, ông Nguyễn Trọng Cường, giám đốc công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng, Tradico, đơn vị chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Khánh cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Tradico đã phối hợp với các bên có liên quan kiểm tra và xác minh nguồn phát sinh mùi hôi. Theo ông Cường, vị trí người dân phản ánh là khu vực trong khuôn viên của công ty cổ phần Vinatex Quốc tế. Công ty này thuê lại hạ tầng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt 8 tháng 3, công ty dệt 8 tháng 3 và vẫn đang hoạt động. Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Tradico cùng ban quản trị tòa nhà chung cư B1, B1A kiểm tra hiện trường, phát hiện mùi than đá bay qua từ phía khu công nghiệp Hòa Khánh. Ngoài ra, xuất hiện bụi màu đen trên dãy hành lang của chung cư. Còn theo phản ánh của người dân, thì mùi hôi phát sinh tại khu vực đối diện tòa nhà chung cư B1 và B1A là công ty cổ phần Vinatex Quốc tế. Chúng tôi đã phối hợp với công ty để kiểm tra thực tế trạm xử lý nước thải và lò đốt than trong khuôn viên của công ty. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện bụi mà mùi hôi như phản ánh. Trong khu công nghiệp có nhiều công ty hoạt động, có đốt lò hơi, nên nếu khẳng định mùi hôi từ công ty cổ phần Vinatex này là chưa đủ căn cứ, ông Cường thông tin thêm. Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có công văn số 1309, thông tin về kiến nghị liên quan đến mùi hôi phát sinh tại đường số 4 khu công nghiệp Hòa Khánh. Công văn cho biết, do khu vực phát sinh mùi hôi theo phản ánh của người dân là tương đối rộng, gồm nhiều thành phần có thể phát sinh mùi hôi nên chưa thể kết luận đơn vị nào là chủ nguồn phát thải ra. Theo ghi nhận thực tế, công ty dệt 8 tháng 3 nằm gần khu chung cư Hòa Khánh, hoạt động từ trước khi khu chung cư này được hình thành. Trong thời gian tới, Ban Quản lý phối hợp với Daisico tiếp tục giám sát hoạt động của công ty dệt 8 tháng 3, tiến hành lấy mẫu phân tích khí thải, lò hơi để đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật về khí thải lò hơi. Công văn cũng nêu rõ, theo báo cáo của công ty dệt 8 tháng 3, tại buổi làm việc ngày 14 tháng 7 năm 2021, công ty có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, bố trí lại lò hơi, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên vẫn chưa triển khai được trong năm 2021. Hiện nay, tình hình hoạt động sản xuất đã đi vào ổn định. Ban quản lý đề nghị công ty cổ phần Vinatex Quốc tế tiếp tục thực hiện yêu cầu về việc rà soát quy trình vận hành lò hơi để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Về lâu dài, có kế hoạch cải tạo, nâng cấp khu vực đặt lò hơi 10 tấn để bảo đảm môi trường. Ngoài ra, ban quản lý
cũng đề nghị Daiichi phối hợp giám sát hoạt động xả thải của công ty dệt 8 tháng 3. Trong trường hợp cần thiết, Daiichi thông báo ban quản lý để tiến hành lấy mẫu phân tích. Dài đất chiến trường vượt qua gian nguy nơi bom đạn làm coi thường, chỉ mong sao cho đất nước mình nhanh giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà âm tình đất nước quê hương. Hôm nay trên mặt trận của môi trường, toàn nhân dân ta đang sôi sục cùng lên đường, chỉ mong sao cho phố phường xanh xanh ngàn lá xin khai thoát hương trong lành hơn mùa lũ đã đi qua. Trái đất này của mỗi chúng ta như dáng ngôi nhà đang che chở khi gió mưa, phải làm sao cho môi trường xanh sạch đẹp, cuộc đời vui trong sắc thắm lá cây hoa. Trường xanh sạch đẹp, niềm vinh quang ấy đang thôi thúc mỗi chúng ta gìn giữ sinh thái, chúng tôi hát xưa ngàn ca. Trái đây trái đất này của mỗi chúng ta như dáng ngôi nhà đang che chở khi gió mưa, phải làm sao cho môi trường xanh sạch đẹp, cuộc đời vui trong sắc thắm lá cây hoa. Trường xanh sạch đẹp, niềm vinh quang ấy đang thôi thúc mỗi chúng ta gìn giữ sinh thái, chúng tôi hát muôn lời ca. Bạn đang nghe chương trình phát thanh hôm nay của Đài Truyền thanh Liên Chiểu. Thưa các bạn, vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, nhất là tại các khu vực đông dân cư, nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh chợ. Trong đó, các vụ cháy nổ do chập điện, sử dụng ga, chất đốt không an toàn được coi là những nguyên nhân hàng đầu. Bên cạnh đó, nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ còn do sự thiếu ý thức của người dân trong sử dụng các thiết bị điện đốt vàng mã. Các thiết bị điện công suất cao như điều hòa, thiết bị làm mát không được lắp đặt theo tiêu chuẩn hoặc bảo dưỡng bảo trì theo định kỳ. Trước những thiệt hại to lớn do các vụ cháy nổ gây ra, ngành chức năng khuyến cáo người dân, người đứng đầu các đơn vị, ban ngành phải chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, nhân viên, xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy, quản lý và duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở hoặc đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, đề xuất xử lý hoặc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy chữa cháy, tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng chống cháy nổ. Để mọi người có những hành động thiết thực ngăn chặn tai nạn cháy nổ có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất những vụ cháy và thiệt hại về tính mạng tài sản cho mọi người, mọi gia đình và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, ngành chức năng hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy cụ thể như sau. Tại nhà ở, chủ hộ và các thành viên trong mỗi gia đình cần kiểm tra nơi để đồ dùng, hàng hóa, các vật liệu khác có khả năng cháy được. Nơi để các loại hàng hóa và đồ dùng dễ cháy phải cách xa nơi đun nấu và các nguồn nhiệt khác. Kiểm tra hệ thống điện, khắc phục các hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến chậm, ngắt mạch điện, các dây dẫn vỏ, cách điện bị lão hóa, rạn nứt phải được thay thế, các mối nối trên dây dẫn điện phải được siết chặt, các thiết bị điện lắp đặt
trong nhà phải đảm bảo an toàn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp ga, dùng nước, xà phòng để kiểm tra độ kín của bình, dây dẫn ga, thay mới các ống dẫn ga đã bị rạn nứt, hư hỏng. Khi phát hiện có rò rỉ khí ga hoặc ngửi thấy mùi ga, tuyệt đối không bật bộ phận đánh lửa của bếp, không bật công tắc điện, đèn hay bất cứ dụng cụ thiết bị sinh lửa sinh nhiệt nào. Nhanh chóng mở cửa để gió tự nhiên vào cho thông thoáng khu vực nhà bếp, đồng thời kiểm tra vị trí bị rò rỉ. Nếu vị trí ga rò rỉ trên đường ống dẫn ga, chỉ cần khóa van tổng của bình ga là đã an toàn. Nếu vị trí rò rỉ ở cổ van hoặc thân bình, dùng xà phòng cục hoặc quả chuối nhét vào vị trí bị rò rỉ, sau đó dùng dây cao su buộc chặt và chuyển bình ga ra khu vực trống trải an toàn, rồi xả hết khí ga trong bình. Sau khi xả hết, gọi người của đại lý ga đến thu hồi vỏ bình và tuyệt đối không được tự ý sửa chữa vỏ bình. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi thờ cúng, khoảng cách từ ngọn hương đèn phải cách trần tối thiểu là 0,5m, không để các đồ vật dễ cháy như hương đèn vàng mã sát nơi đốt hương đèn. Khi thắp hương đèn, đốt vàng mã phải có người trông coi, thực hiện việc bảo quản sắp xếp đồ dùng trong gia đình ngăn nắp đúng quy định, không lấn chiếm lối thoát nạn, không dự trữ xăng dầu, cồn trong nhà khi không cần thiết. Trường hợp phải dự trữ thì phải bảo quản các dụng cụ kín chắc chắn để cách xa các nguồn nhiệt. Dự kiến các tình huống thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra, trang bị các dụng cụ trữ nước như xô thùng, vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vừa phục vụ chữa cháy khi cần thiết. Các gia đình nên chủ động trang bị thêm những bình chữa cháy xách tay để phục vụ chữa cháy, kịp thời khống chế đám cháy ngay từ khi phát hiện cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Đối với nơi làm việc, nơi sản xuất kinh doanh, trước khi tiến hành công việc phải thực hiện kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc, nơi sản xuất kinh doanh do chính mình đảm nhiệm. Nếu phát hiện có dấu hiệu mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, phải tìm mọi cách để khắc phục. Không đốt nhang, đèn để cúng và đun nấu trong khu vực sản xuất, văn phòng làm việc, không để vật tư, hàng hóa, phương tiện cản trở lối đi, lối thoát nạn, không tàn trữ các chất nguy hiểm dễ cháy như xăng dầu, ga tại nơi làm việc, trong khu vực kinh doanh. Những nơi quá trình sản xuất, kinh doanh liên quan đến các chất dễ cháy phải tuân thủ các quy định về sử dụng, bảo quản các chất dễ gây cháy đó. Hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải được bố trí cách xa đường dây dẫn điện, chấn lưu đèn neon, bảng điện, khoảng cách tối thiểu là 0,5m, không dùng bàn là bếp điện, bóng đèn sợi đốt để sấy khô hàng hóa. Sử dụng quạt di động hoặc quạt cố định ở khu vực có nhiều vật tư hàng hóa phải có lồng bảo hiểm. Khi nghỉ làm việc phải tắt tất cả các nguồn điện, nguồn nhiệt, đồng thời kiểm tra các yếu tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực do mình đảm nhiệm. Khi phát hiện cháy nổ xảy ra, dù là nơi ở hay nơi làm việc, phải hô hoán cho mọi người cùng biết và nhanh chóng sử dụng các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị để khống chế đám cháy, đồng thời báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả luật phòng cháy và chữa cháy, mỗi người hãy tích cực tìm hiểu những kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ gây cháy khác, mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra, thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi nhà. Đến đây để khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Đài Truyền thanh Liên Chiểu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Tiết mục thông tin quảng cáo. Không có việc gì khó, chỉ sợ không có ưu đãi to. Đến ngay Viettel Store để nhận hàng loạt ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Sở hữu ngay trong tay các sản phẩm điện thoại đến từ các thương hiệu Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Nokia với mức giá cực sốc. Chưa hết, máy tính bảng, laptop, phụ kiện cũng đã có nhiều khuyến mại đặc biệt. SIM số đẹp, SIM phong thủy, SIM đôi giá tốt cũng đang sẵn hàng. Và sản phẩm không thể thiếu cho chị em nội trợ với hàng loạt các sản phẩm gia dụng, thiết bị nhà bếp, thiết bị gia đình, thiết bị làm đẹp với ưu đãi cực lớn. Giá tốt khỏi phải lo, giá tốt đến ngay Viettel Store. Muốn mua cái điện thoại, lỡ mua chẳng may hết tiền xài. Đến ngay Viettel Store, vì giá không phải lo. Smartphone, laptop, đồ công nghệ, giá ngon kết hợp với khuyến mại. Đến ngay Viettel Store, vì giá không phải lo. Muốn mua cái điện thoại.
Vừa rồi là một thông tin quảng cáo của Đài Truyền thanh Liên Chiểu. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.